Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Panasonic CFLX6. Đây là cái con mà màn hình 14 inch nha mọi người, của LX6. Và 14 inch này là cái dòng to nhất, cái màn to nhất của dòng Panasonic. Tại Panasonic nó chỉ làm to nhất là 14 inch thôi mọi người. Nó có 10 inch, rồi 12.1 inch, rồi 14 inch ha. Đây là cái bản lớn nhất. Đây là 12.1 inch là Panasonic CFLX6, như mọi video SV8, SV7 rồi đó, hay là XZ6 rồi đó, là thường thường là sẽ là 12.1 inch. Cần cái con lớn hơn để trải nghiệm thì con này rất là ok. Nó ok về cái cấu hình và cả về giá nữa nha mọi người. Màn hình rất là đẹp, không có lỗi lầm gì, và mịn đẹp tươi, màu sắc tuyệt vời luôn. Con này là màn không có bị phản quang nha. Mình giới thiệu đến cấu hình. Nó là CFLX6 i5-7300, RAM 8GB, SSD là 128GB. Và mọi người có thể nâng cấp lên 256 hay 512 tùy mình ha. Có DVD và 14 inch, đẹp không lỗi lầm nha mọi người. Quan trọng là nó hầu hết là nó hay bị phản quang, con này không bị phản quang luôn. Phần phím ở phía dưới này đẹp ha. Mình có tặng cho mọi người tấm giám phím quốc tế gần đúng khuôn luôn. Mọi người dán vào gõ kiểu quốc tế ok ha. Đây là dòng chuẩn nội địa Nhật. Pin cũng rất là chất lượng. LX6 nè, cái bàn của nó thì không có tròn nữa mà nó vuông quay. Và chỗ này thì có hơi trầy xước một tí. Mấy cái chỗ này hơi trầy xước cái cạnh đó. Vỏ cũng hợp kim nhôm với ma nhê nha. Siêu nhẹ. i5V Pro Gen 7. Nhìn nó thì nó như thế này, nhìn kiểu như này mọi người, nhưng mà khi mà cầm lên nó là tưởng chừng như nó không có ruột, bởi vì là 14 inch mà nhẹ chỉ có 1,2 kg thôi. Là cái bản này có DVD nữa nha. Bình thường như những cái dòng mà Dell hoặc là HP á, thì nó 13.3 inch, 1,2 kg, còn cái này là 1,2 kg nhưng mà tới 14 inch lận. Máy có DVD ha, đôi lúc thuận tiện gì mình nhét DVD và sử dụng cũng rất là ok. Ở bên trong thì tương đối sạch sẽ, có chỗ này bị trầy xước, góc cạnh này thì cũng được. Bàn phím thì đẹp, và quan trọng là màn hình đẹp. Ở bên ngoài nó xấu thôi, và mình báo cái giá thì cực kỳ tốt. Ở bên ngoài như thế này, vỏ máy có trầy xước. Đây ha, có trầy xước, trầy mòn đã qua sử dụng, vỏ hợp kim nhôm với ma nhê. Vẫn là có khả năng chịu lực cả 100kg như SS6 thôi mọi người, nhưng mà nó 14 inch thì nó to hơn mà nó vẫn nhẹ. Đây ha, có trầy mòn xước nè. Cái hướng xấu nhất khi mà nhìn thì như thế này, mình sẽ quay rõ ràng cho mọi người khi mượn ánh sáng để nhìn. Có trầy mòn đây nè, và đây nữa. Các ngõ kết nối đây ha, đầy đủ các ngõ kết nối nguyên một dãy luôn. Bên này thì có ngõ USB, rồi có cả DVD nữa. Máy thì hoạt động hoàn hảo nha mọi người, không có lỗi gì hết, chỉ là bị xấu vỏ thôi. Và mình báo giá mọi người cái con máy LX6 này, màn đẹp không bị phản quang, pin trên 3 giờ, máy kèm sạc zin, giá 3,4 triệu. Ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng là thanh toán số, còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.